Chào bạn, là Cường đây, đại diện kinh doanh Sài Gòn For. Nếu các bạn có nhu cầu mua bất cứ dòng xe For nào, hãy gọi lại cho Cường hoặc phòng kinh doanh của Cường qua hai số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả một cách tốt nhất. Hôm nay Cường sẽ quay cho các bạn một cái combo mà Cường cảm thấy nó hợp với con mắt của Cường. Đó là chiếc xe For Aired phiên bản Titanium. Ngoại thất là màu đỏ cam, nội thất là màu nâu hạt dẻ. Cường đã có hai cái bài review. Một là về cái màu đỏ cam trên chiếc xe For Aired trông nó như thế nào. Thứ hai là cái màu nâu hạt dẻ trên xe For Aired nó trông như thế nào. Tuy nhiên, hai cái màu này mà kết hợp lại trên cùng một chiếc xe thì nó làm cho Cường lại cảm thấy rất hợp con mắt của Cường. Thì Cường làm một cái video này để chia sẻ gửi đến quý khách hàng. Thì hy vọng sẽ tìm được một cái tiếng nói chung hay là một cái sự đồng điệu giữa Cường và khách hàng. Đây, quý khách hàng đã thấy. Nếu ngoại thất cái màu đỏ kem mà cái nội thất nó màu nâu hạt dẻ như vậy thì Cường lại cảm thấy nó rất là hợp nha. Nó hợp nha. Chứ ví dụ như cái màu nâu hạt dẻ này mà gắn lên một chiếc xe mà màu đen ấy, thì Cường lại cảm thấy nó không hợp. Hay là một cái màu khác Cường lại cảm thấy nó không hợp. Nhưng đối với lại cái màu đỏ kem này mà chơi cái nội thất màu nâu hạt dẻ thì Cường thấy nó có một cái gì đó nó làm cho Cường một cái sự cuốn hút nhẹ. Đó, nhìn nó ok, mình nhìn mình vô mình cảm thấy là hài hòa, mình hợp con mắt, mình cảm thấy là mình thích. Mình Cường quay cho bạn xem đấy. Thì đối với nội thất màu nâu hạt dẻ thì tất nhiên toàn bộ ghế da sẽ được bọc màu nâu hạt dẻ, bệ tì tay màu nâu hạt dẻ, những cái chi tiết bọc da màu nâu hạt dẻ, và có một cái đường chỉ ở đây là màu nâu hạt dẻ, vân gỗ là màu nâu luôn, nó khác một xíu. Ở trên tắp bi cửa thì chỗ bệ tì tay này là màu nâu, đây là gỗ màu nâu luôn. Qua hàng ghế thứ hai thì khi mở ra thì cái bệ tì tay này cũng là màu nâu, màu nâu. Ghế thì tất nhiên là màu nâu, và cái những cái module nhựa này thì màu đen. Thì ở cái bài review trước về cái màu nâu hạt dẻ thì Cường quay cho các bạn là màu nâu hạt dẻ trên chiếc xe có ngoại thất là màu đen thì mình nhìn mình cảm thấy nó không được hợp, bởi vì cái cách phối màu của nó chưa được chuẩn. Các bạn hoàn toàn có thể xem lại cái video đó thì các bạn sẽ thấy được cái sự Cường vừa nói vừa rồi. Nhưng mà đối với chiếc xe này, khi mà nhìn tổng thể từ ngoài vào trong với ngoại thất là màu kem, màu đỏ kem, thì nó sẽ rất là nổi bật trên chiếc xe này. Và khi bước vào bên trong nội thất, cái sự nổi bật đó của nó lại đến từ cái là màu nâu hạt dẻ. Tức là nhìn từ bên ngoài vào trong thì nó sẽ có một cái sự liền lạc là cái sự nổi bật, chứ nó không giống như là ví dụ như các bạn nhìn ở bên ngoài, các bạn nhìn tổng thể cái xe thì nó sẽ rất là điềm đạm, nhưng mà vô bên trong nội thất nó chói lên một cái thì mình nhìn nó lại cảm giác là nó không được hợp. Hay là ngược lại, ví dụ như là cái nội thất, cái ngoại thất của mình là một cái màu rất là chói, ví dụ như màu đỏ cam, mà vô nội thất cái màu nó đen thui thì nhìn nó lại không được liền lạc. Tuy nhiên với cái combo ngoại thất màu đỏ cam và nội thất màu nâu hạt dẻ thì Cường lại cảm thấy nó rất hài hòa. Và Cường tin chắc rằng những quý khách hàng mà có cái gu sở thích ví dụ như những cái màu kem thì cái sự lựa chọn nội thất màu nâu hạt dẻ cũng là một cái sự lựa chọn mà làm cho chúng ta cũng phải đáng để mà cân nhắc. Còn tất nhiên nội thất màu đen thì nó cũng có cái hay của nó là màu đen thì nó sẽ nhìn liền lạc ở bên trong cái nội thất, bởi vì toàn bộ nội thất sẽ là màu đen hết. Những cái táp bi, những cái nhựa, những cái trần xe đều là màu đen hết. Và nếu cái ghế da này màu đen thì nó cũng có một cái sự liền lạc của nó ở bên trong cái không gian nội thất. Và cái màu đen này các bạn biết nó rất là sạch, đi kiểu gì đi nữa thì nó cũng rất là sạch. Còn ví dụ như cái màu nâu hạt dẻ này thì nó không phải là một cái màu quá chói đâu, nhưng mà mình cũng phải giữ gìn, bởi vì nếu không giữ gìn thì các bạn đi một thời gian các bạn sẽ thấy được những cái nếp dơ ở trên cái phần nội thất này. Và mình thường xuyên mình phải giữ gìn một xíu thì nó sẽ ok hơn rất là nhiều. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Một cái video ngắn chia sẻ cái Cường thấy. Tức là nhiều khi ở một cái cương vị như Cường thì Cường sẽ thấy những cái này cái kia, thì có cái gì hay thì Cường lại làm một cái bài video Cường chia sẻ các bạn về những cái mà Cường thấy như những gì Cường đã nói từ nãy tới giờ. Thì để hy vọng sẽ giúp ích được cho các bạn có thêm những cái thông tin hay là có thêm những cái nhìn nhận, có những cái cảm giác giống như Cường đang đứng ở đây. Thì cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của Cường. Và đừng quên subscribe kênh YouTube của Cường để đón xem nhiều video về các chủ đề xe cộ. Và đặc biệt có nhu cầu mua xe hãy gọi điện thoại cho Cường hoặc phòng kinh doanh của Cường qua hai số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả một cách tốt nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.